tới nơi rồi. Đây. Rồi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã tiếp tục quay trở lại. Sau một quãng thời gian di chuyển thì cũng đã tới nơi. Và bây giờ là đang chặt tre để mà xiềng mà nướng thịt, nướng hải sản nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi ngay. Xung quanh đây là nguyên một vườn ẩm thực, rau, toàn rau, chuối. Là rau mồng tơi cả nhà này. Chuối thì hầu như là một cây nào cũng đã ra buồng hết. Nó là một nơi là rất là yên bình. Quyên. Đâu? Đây. Rau húng nó hót ai biết đâu. Ăn được không? Ăn được chứ. À ăn được à, xài rồi. Có cả ướt rồi đi nữa à. Ở đây mãi không bao chết đói cả nhà. Gà là chạy tung tăng. Rau chuối thì nguyên cả một vườn. Cũng đáng để mà là lặn lội mà chạy lên đây rồi. À đây là cây thuốc lá đây hả? Biết không? Giờ mới biết. Đó, đậu cái. Đó là bên kia là đậu à? Đậu bắp. À. Bao la. Bao la đất ngát luôn. Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời. À, chuối buồn ghê hả? Đây là có một cái bắp chuối này cả nhà này. Bây giờ là mà mình sẽ tí nữa mình sẽ chặt cái bắp chuối này và lên trên kia nướng. Đây là có sẵn trong vườn nhà luôn nhé cả nhà. Mướp, răng mướp. Đi đào. Nhiều lắm. Cái gì cũng có thôi. Và cà chua đây nữa này. Chua cả nhà này. Nhiều lắm. Ở đây là ở mãi cũng được, không bao giờ thích đói. Được rồi, à, có cả muôn này nữa này. Mọi cảnh trong nương trong trại thì chúng ta cũng đã xem qua rồi. Bây giờ thì lên đường. Bây giờ thì lên đường thôi. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi ngay. Hơi vất vả đây, không chạy xe máy được là hơi vất vả đây. Ước hết rồi. Quyên. À mic à. Có hai mic luôn, hai mic luôn. À đây. Hết mic non thôi. Hai mic non thôi. Đây mic đây. Con rau đó không? Tầm muối à? Đây là đợt gió cuối cùng của mùa đông năm nay. Và có lẽ là series mà yên bình nơi hoang dã thì có lẽ đây cũng là series cuối cùng của mùa đông năm nay nhé cả nhà. À, bây giờ là cũng đã đến gần đến mùa hè rồi. Là sẽ không đi lên trên này lẻ mà quay nữa. Là sau đây là chỉ làm về biển thôi. Làm series về biển thôi. Ấy chứ bắt chỗ nào? Bắt đây luôn. Đây luôn á hả? À. À. Ai vừa mới quay YouTube đó. Khó nhỉ. Đây là hai thanh niên đã có con và xuống con đi chơi. Xa quá. Nghỉ tí đã cả nhà. Về chưa? Đường xa quá. Đường hơi vất vả, đi lên hơi vất vả. Về chứ rồi. Vừa đi độ ẩm là cao lên rồi. Bây giờ là hai cái vai là nó mắc lạnh luôn. Thiếu ngã. Có cái hú này.
nãy giờ tới nơi rồi. À bỏ bỏ miếng tre vô này. Quyền là đang chặt tre ra để mà nấu cơm lam. Hả? Chặt cả cây vậy luôn à? Hả? Để kia nữa. À. Cuối. Chặt cuối để mà đựng ra đồ nữa cả nhà. Nói chuẩn bị này thì cũng bình thường thôi, chúng chẳng vất vả gì lo cho lắm, đều là sợ mấy em chị em phụ nữ với trẻ con ở bên đó là nó sợ nó chịu không được. À. Rồi lá dứa phải bỏ lá dứa vô nấu là thơm lại. Hay đó. Hay đó nên đổ ra xuống cửa mất hay quá. Đi suối là thích nhất là nấu cơm lam nó lọ. Ăn nhão cái đắng này. Không nhão đâu, không bao nhão được hết. Cơm nhão mà nhão không được chứ. Bún ống. Nấu tạm bún ống đó. Thả bóng để mà đánh tôm với đánh cua nhé cả nhà. Rồi, theo chân bạn Quyền. Linh mãi trên xa luôn. Hôm trước thả đây lắm hả? Trước thả dưới kia có đi ăn đây đâu. À. Tối đi bắt ếch nè. Bắt đồ đồ cua. Đồ gọi là chặt khế đó. Thả đây là sáng mai là mình lên mình dỡ lại. Sáng mai mới lên dỡ lại, tối đồ hôm lên dỡ có không? Nước sâu ai. Đồ đông không này. Vứt đây luôn à? Đây vứt ra thôi. Con là mấy lô? 37. Tí nó nướng à. Tí nó nướng. Nướng. Bô lòng sau chuối. Bác sĩ phải. Mổ người cũng nhanh, mổ gà cũng nhanh. Bác sĩ mổ người quen rồi, mổ gà cũng nhanh. Xương mực này là hôm trước đi biển câu được đấy cả nhà. Được. Hai vợ chồng nhà gạo hầu đang vật vã với em ngàn bốn cần đẹp mực. Mực này là hôm trước mình đi biển mình câu được nhé cả nhà. Đó sâu kẹp nhỏ. Kẹp cá để nướng ha. Hai kẹp cá xong rồi này. Bây giờ là nướng thôi. Quay lên đây này, mình bán được con chim lên riêng lên đó, đánh bắt cá rồi. Bắt được đó, cá sưởi đó. Chim á, cá sưởi. Muốn lúc đầu lên phải thả con cá ra. Lúng là con nướng lúng rồi. Giang Sơn quy về một mối. Đi xào, xào với hoa chuối. Đẹp rồi. Để ấp lại cho nó có cái hơi. Tàu hoa chuối với lòng cơm mình. Ôi cả quậy nhau đi. Bản thân cá mồi nó đã béo rồi. 30 tuổi có em gái em đồ giới thiệu cho hỏi ý chạy kè. Em giới thiệu để em gái ơi, không bán cho đây hè. À, giống bên nằm à. À.
có đứa nào chồng bỏ thòng chê vậy giới thiệu cho anh ý chạy trẻ đây đây. Em Nga là đang xào lòng mề ngang. Ăn cá, ăn mực cá. Ăn trước đã. Gà ngang còn lâu quá chứ. Ôi, xin mời cả nhà nhá. Xin mời. Bỏ ra luôn. Mấy giờ sáng à? Kìa ra. Ăn cái không dám ăn này nha. Chấm mấy cái này. Ngon. Ngọt đấy. Ăn đi chùa chùa chùa. Để đưa nhắc lên vào tất cả. Thế bơm. Dạ dạ. Sần. Đây là củ kệ chè cơm lam. Má nhìn cái tay hơi dẻo vậy. Chè dày quá. Cá cha đứng à. Cái sâu đừng tận hơn chơi nè. Chống phát trực tiếp với là đắng Facebook. Cái là cua nó bay vô cái bia nó phát sau rồi. Đi dạy à. Mấy người lên trước hỏi mình nó dạy anh đó. Tại mất tích đâu rồi không thấy nó mà đó lên dưới của ba em tì để nó đăng Facebook nó đâu mình đây là thằng ai không nóng thì coi phát cho mình đấy là bên kia ho khe mà là nước vào thì mình đi vào bây giờ có mình nữa à cấm tụ tập với hai người không thì nó cấm tụ tập nữa đấy ok vậy nè em cứ làm nó phải trẻ vậy nè. Ờ ok đưa ra buộc. Nhưng đi dình mấy lần không? Cầm 100. Cầm con đều thái. Đúng rồi. Đó. Đó. Rồi xéo đi. Xéo đi. Đây. Xéo cái chơi. Xéo tủ gắt. Ngu chứ. Dứt. Dứt ra. Dứt té một người tao. Wow. Nó được rồi đấy chín nữa đó. Nhỏ này. Ồ, đẹp. Cắt ít dầm con bò chín nè. Ăn tái thì cũng ngon. Có sống á. Nhưng mà được ăn ngon. Tái thì còn ngon lắm. Ngon lòng đào.
Rồi, xin mời cả nhà ơi. Xin mời. Bên nó có mồi chứ. Chứ ăn nhiều đâu. Ăn mì tôm thôi, nấu mì ăn với cả nhà. Nãy giờ thì ăn gà, ăn ngan, ăn mực thì chất đạm thì nó cũng nhiều quá rồi, bây giờ là chỉ có ăn mì tôm không thôi. Ăn no rồi, giờ nước chè uống nhé cả nhà, để tối còn đi bắt ếch đồ nữa, đi bắt cua, bắt giàm. Đây. Dạ. Ở dưới đi. Đây, mà mẹ, có mấy bạn thì công việc thôi nên là đã về trước, còn bây giờ thì ở lại thì còn ba anh em mình ở lại thôi. Buồn này. Có mở được. Bây giờ thì mà nói chung lên mấy bạn kia thì cũng đã đi về rồi, bây giờ còn ba anh em ở lại đây là tí nữa là ăn xong là Quyền là sẽ đưa mình đi bắt các cua và bắt ếch. Còn có hay không người ta thì mình chưa biết, và đây là cũng là những hình ảnh cuối cùng của tập phim này rồi. Hẹn mọi người vào tập khác nha. Xin chào.